Bây giờ tiếp đến chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời nhạc sĩ Văn Lê. Văn Lê sẽ thay đổi với tiếng đàn guitar của Văn Lê. Mời Văn Hiển đàn kèm. Hôm nay chúng ta nhìn thấy làm như là cái chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc, thưa quý vị, được hội tụ rất nhiều cô chú anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng và những nhạc sĩ, trong đó có những người là đồ đệ của sư phụ Văn Hải. Tiếp nối sau đây sẽ là một tiếng hát rất tuyệt vời. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếng hát của chị nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Xin quý vị hãy dành một tay thật lớn chào đón nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Hôm nay Phượng Hằng đến chia buồn với gia đình và đưa tiễn anh Hải về nơi cô Phật. Và không biết gì hơn, Phượng Hằng xin gửi đến với hai câu dùng cổ trích trong vở tuồng Chiến Công Thầm Lặng của soạn giả Lâm Nhất Phương. Chỉ nó biết rằng ta phải biết chịu đựng hy sinh, đánh lên sẵn sàng hiến dân bồi tắc xương. Nhưng em chỉ lo chân một mình là bóng dưới ánh đèn khuya, trong những đêm về mang bao thức nhớ tràn vương. Sớm 10 tiếng đêm mình đi dưới mưa, chưa nói đến cứu mệt mắt lăn sâu, vừa bị quá nương dâu tình đầu em vẫn đời phân với mưa bay. Tâm ước bờ dãi tay chưa nỡ rời tay, nghe từng hơi tới nồng say từ trái tim yêu đời, nói bao điều ước hẹn hẹn có chiến tranh mình về quê con mắt cũng nhớ thương tình chồng hiếp vợ vỡ ngờ mình vui em vui đầu e tè lén nhìn tánh đai thành hôn lễ rồi về nhau nghe được cưới nhau nghe bao núi bằng trần. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh đang nhà cứ âm thầm. Sương ơi từ nãy em là nỗi nhớ là âm trắng và soi sáng nơi đây. Một cầu nặng xuống nơi giờ đã đi tình đôi ta đành chia tay, anh nơi em buồn mà chỉ cho lệ thơm ướt đôi mi ai vì đặt nước với bao đau thương và bao gian lao gian mình gian nơi chiều vừa qua bão giông. Dù hôm nay mình có xa nhau nhưng tình em gửi còn về ông. Xin cảm ơn rất nhiều.